con mời tiên tổ anh linh, con mời tiên tổ nghĩa tình bao la. Con mời các cụ các bà đem dòng máu đỏ sinh ra con hiền. Con mời dòng tộc về thiên, vong hồn bay bồng mọi miền mọi nơi. Mời vong nội ngoại lìa đời, hiền thần linh ứng dạo chơi phương nào. Vong hồn bay bồng trời cao, bay ngoài biển cả dạt dào mênh mông. Vong hồn thăm ruộng thăm đồng, thăm dòng nước của con sông quê mình. Mời vong nội ngoại sản sinh, cháu con nay lập gia đình giỏi giang. Mời vong hồn ở thiên đàng về nơi con cất tiếng vang gọi hồn. Mời vong về với xóm thôn, với đàn con cháu lưu tồn viếng vong. Con mời vong nghi cả dõi dòng, con nghi cầu con ước con mong hồn về. Mong hồn dòng tộc không chê việc hầu tiên tổ vụng về xưa nay. Mời vong về tại nơi này, cháu con đoàn kết khoanh tay cúi chào. Mời vong hồn ở trên cao xuống nơi hạ giới, bay vào lô nhang. Mời vong hồn ở thiên đàng xuống trần nghe tiếng hát ni vang vang trời. Nghi lời thiết tha
mời vong tiên tổ về nhà, cháu con đoàn kết làm ra để thờ. Con cầu, con ước, con mơ tổ tiên nội ngoại cho nhờ hồn linh. Nhờ dòng tộc sản sinh gây chồng, ai ai cũng nhớ tổ tông, cũng ơn tiên tổ phúc hồng tri ân. Cháu còn sống ở xa gần, cùng nhau đoàn kết đem thân kính trình. Thank you.
quang thập cờ diêu, quang tinh chiếu từ chung, ngã thích tăng cũng già nghe tiếng phụ hoàng thân cận đều thấy chúa tiền trung vương. Ca năm Phật gia ân từ bi vấn chúng si, cô ngã kim đình lễ khai quang long nhang thập cờ diệu, quang minh chiếu từ chung.
dâu rồng xung nghi tuấn tú uy phong khác thường. Trấn sơn lâm hùng cường mà uy vũ, lệnh sắc rồng cai ngự nam thiên. Phùng tòng phâm lệnh cửu thiên, thanh sơn bích đồng mọi miền quan trai. Chốn điện đài nghiêm trang lồng lộng, phép thần thông chí dụng ai đang. Ngự trên hắc hổ uy cường, đi mây về gió và bốn phương độ người. Phật Như Lai phát kinh mới tam tạc, hiền công tu sáng dạng như gương. Ba ngàn thế giới tựa nương, trầm luân về khổ tìm đường lành xa. Mượn bảo thiên cung thuyền bát nhã, vượt sông mê bờ giáp tới nơi. Non tiên cảnh vật bầu trời, Tây phương thế giới mà đón người tiên tu. Đạo Bồ Đề công phu tu tập, Bát Nhã Ba La mật tâm kinh. Trả bay như bóng theo hình, nhân quả báo ứng thực tình khó sai. Cõi thiên thai bầu trời cảnh bụt, nồi thanh vân cao vút mờ xa. Đồi ngang khô cát vào xa, sớm nghe tiếng hạc chiều tà tiếng sương. Vang tiếng trống bốn phương sấm đầu, cửa thiên môn lồng lồng uy quang. Quan lớn ngài xá ngự ngai vàng, kim chi đôi nước ngọc hoàng sắc phong. Ban hiệu vị quân công gian sát, quyền quản cai phố cát đồi ngang. Uy danh lừng lẫy sáng sang, tôn quan đệ nhị chức vẻ vang thay là. Suối reo sát nhạc hòa dịu sắc, chim gọi bầy dịu rít non xanh. Bấm nghe tiếng nhạc đầu gành, nhạc trong chim yên uất mình lượn quanh. Có cửa thiên non xanh bát ngát, nén nhang thơm ngào ngạt bốn phương. Sợi hương cùng với tình hương, tuệ hương đức hạnh cúng dường kính sân. Phép thủ thâm tam vô lậu hồng, giải thoát hương thiền đạo phá tan. Chi kiến hương pha sớm cũng giàn, liên hương ngũ sắc hào quang rợp trời.
con lễ dâng lên ngày hôm nay, con lễ dâng lên quan thể tâu đôi chiếc biên rõ ràng quê cho đôi chân trường sinh. Quan thế cho đôi chữ trường sinh, chữ phú chữ quý hàng lĩnh phong trường thế cho dung mạnh đôi đường, dung mạnh đôi đường quan thế cho dung mạnh đôi đường cửa nhà phú quý phúc lai phong trường thế cho mọi đường bình an. Xuân hạ thu đông bốn mùa, xuân hạ thu đông xuân cầu lộc thu sang cầu tài cả năm tống ách trừ tai. Thank you.
đứng trên ngàn ngàn xanh ngát ngàn...
nước bơi đầy. Bảo Hà cổ tích nghi xưa này còn truyền. Thần tiên trên bảo hà.
Hai bà
Dạ, duyên chế. Ông cho nước thuốc. Cũng quả. Hôm nay ông tới đất ông sang nhà. Hiện nay ông vẫn thương nhà tắm vong chu mát hữu tình nghĩa ơn ơn mẹ bao ngày con ơi ơn mẹ ta ngày xa nặng nề như anh nhìn soi con bao năm tháng đời bao vui ngày người đi hiệp long sắt nên
cảnh vắng thu hiếu tình
Chúa Bà, tay lạy miền ban Chúa thương những kẻ cơ hàn. Thank you.
chân chua bước nhịp bảy nhịp ba, chân chua bước nhịp chân trẻ dai. À, 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 à.
Chúa sẽ cho, Chúa cho được ấm no, cho buồn cho bán người khắp trên trần gian ai biết. Chúa bà năm phương. Chúa độ cho tai qua lạc khỏi
Chúa cứu chúng người thoát khỏi trần luân. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Thank you.
cậu bé anh linh thì mời cậu bé hoàng anh linh này làm chắc giá không không về cậu trung tâm. Cậu tôi mà vui thế ơi.
cầu tiếp đi lọc cậu bác đi tài lòng gần nề cậu mang đến lọc nghề xa cậu tiếp mì về chỉ lọc nghề xa cậu tiếp và ngày hôm nay tuần lớn mấy khách đã hàn ôi họ đổ con nhất tâm bác ghế cho cha ngồi là vui cho mẫu ngự để cầu tôi ra ngự đồng lại cầu. Thuyền rồng chẳng mãi chèo bơi
ngã ba sông Bạch Hạc đôi nơi đi về. Vạn ước siêu sinh
suối dồn đi vào một nề sông. Ơn tổ tiên vun đi trồng nghề công đức đi của họ ta dòng dõi chấp quanh. Hãy subscribe.
chúc mấy tòa sen. Chia ly mẹ
đi nhớ nhiều về, con không đủ điều nên mẹ nuôi lớn dậy nhiều cho con đi cơm canh nước lọc con mời Trần Ninh đi có ý cho lòng mẹ vui để con tình cao kêu ngài đổ xin ngày tháng mẹ tôi con kính con ly xin ngắm năm mươi tháng trông nghỉ mong trai dâu gái rể con xa ước nữa không nhìn dám xin để con đi gửi người miếng nghĩ trâu không nói nhạc cũng chẳng cay nên con đi dâng lễ ngày nay mùng mười hay mười tám thôi mười nhưng không nó ở hai ngày hai năm gió ấm em mà già ơi thương con bạc trao con mời quay thêm cho ấm mặn nồng già đi. Mẹ tôi
đi mãi. Mong đợi gặp sau nối kết lâu dài thọ hai vai. Đầu mình phải sẵn chữ tâm trong lòng. Mẹ ơi, mẹ nhắn gửi người cho con. Thả thật mẹ đi xa rồi, lời con ấp mộ bao tháng đi cùng nhau. Quang coi A Di Đà.
Nam Mô A Di Đà Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xưa có ra nơi thề. Mở sông thêm bao làng quê, vậy ai đã mong sanh về thì nên chớ tâm si mê, Phật giang đón đưa ta về. Cõi Tây ấy không luân hồi, a di đà, a di đà.
Anh các chị và mọi người đã phát tâm công đức đoàn và nhất là đoàn nhạc công, các anh các chị đã phát tâm công đức để là phục vụ cho đoàn lễ của Phả Đội Gia Tiên và cầu siêu cho bố mẹ tôi hôm nay đã được chu viên hoàn tất. Thay mặt cho gia đình, tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các cụ công các bà và toàn thể các anh các chị và tất cả mọi người. Và tôi sau đây là khi khóa lễ đã hoàn tất, tôi xin có lời mời toàn thể các cụ, con có bà đã đến dâng hương và lễ Phả Đội Gia Tiên và cầu siêu cho bố mẹ tôi sẽ ở lại thủ lộc dùng bữa tối cùng với gia đình. Tôi xin trân trọng cảm ơn và kính mời.